Ok, hello em nha. Thì tiếp tục mình sẽ đi code tiếp cái trang chi tiết sản phẩm này. Thì đây xem là hôm trước mình đã làm phần phần ảnh đúng không? Đó, phần ảnh này, cái này nó đang lót này, kệ nó đây. Cái này hôm bữa mình nói rồi nha. Thì đúng ra thì mình nên chuẩn bị hai cái ảnh, một ảnh to, một ảnh nhỏ ha. Để mình setup cho nó thì có vẻ ổn hơn. Nhưng mà kệ nó, chủ yếu là làm được cái chức năng đó thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ code theo cái bên phần này. Bên phần này có review để xem thằng này là cái gì nha. Thì bây giờ mình sẽ check lại cái data lấy về là cái gì cái đã. Ok, bấm qua next này. Rồi, mình sẽ reload lại trang này để cho nó gọi là API. Ok, nó gọi là API là cái thằng này. Thì bắt đầu mình sẽ check xem là ông này ông trả về cái gì. Ok, như vậy là ok rồi. Bây giờ mình sẽ xem là có một cái gọi là description này. Có một cái là description này, là một cái dạng mảng connection control hardware gì này. À là nó rồi. Rồi, mình sẽ lấy cái description này. Nó là một cái dạng mảng mà. Đó thì mình sẽ phải join nó lại đúng không? Join nó lại. Thì bây giờ mình sẽ làm sao? Tiếp theo cái box này là box price. À, đầu tiên ông này phải cần cái price trước, cái price trước. Thằng này nó có số sao nha, đây có total rating này, giá là thằng này, giá là sao là được cái này nha. Hình như là bên kia là cái trang kia là nó lấy giá USD, xong rồi khi mà mình chuyển qua tiếng Việt á thì nó sẽ convert sang tiền Việt thì nó nhân như này, nó cũng không phải lắm. Thôi cứ lấy đài nha, cái price này. Rồi, đầu tiên mình sẽ cần một cái thẻ H2 đi. Ồ, sao nó không gợi ý ta. Rồi, trong này mình sẽ bỏ một cái template string nha. Đó, chỗ này mình sẽ viết đầu tiên là cái price đúng không? Thì mình sẽ là product chấm này, price. Rồi, ra xem cái đó. Rồi, có số này rồi. À, còn một cái nữa là cái title này mình phải viết đậm lên chứ nhỉ. Title đây. Mình sẽ có một cái class name. Mình sẽ cho phong. Bên này là phong phong gì ta? Phong bầu à. Đúng rồi, phong bầu. Rồi, thằng này nó mới đậm lên về đúng không? Không đậm quá. Thì mình là semi thôi, semi bao thôi. Không bao nữa, mình semi bao thôi. Rồi, tiếp theo là cái giá này để mình check xem là cái giá này nó để là bao nhiêu phong này, phong size của nó là bao nhiêu. Để mình là 30 này. Rồi, chạy vô đây. Class name phong size 30 đúng không? Mình sẽ là tag để là 30 pixel. Tiếp theo là cho nó là phong semi bold này. Đó, lưu lại nào. Rồi, nó ra như này đúng không? Tiếp theo là mình sẽ thêm Việt Nam đồng cách ra VND đi. À, mình chưa bật Việt Kỳ Unity kia. Ok. Đi. Rồi, lưu lại. Rồi, mình đang có cái này đúng không? Tiếp theo là mình sẽ chia cái số tiền này thành theo phần nghìn nha. Theo phần nghìn, cái này là khoảng 2 triệu này. Thì hai phần nghìn và đồng thời mình sẽ làm tròn ba cái số cuối này đi. Ba số cuối này đi nha. Thì làm tròn nhanh thôi. Có thể là cái hàm làm tròn này á, mình sẽ làm tròn giá rất là nhiều lần. Thì bây giờ mình sẽ viết cái hàm làm tròn này ở trong cái thằng helper đi. Đó, format money này. À, mình đang có một cái hàm format money này là để chi phần nghìn này. Thằng này là second. Rồi, cái hàm chuyển đổi á, validate. Mấy cái hàm validate. Rồi, bây giờ mình sẽ viết thêm một hàm nữa. Sport
Coinster. Mình biết xem một hàm nữa là làm gì quên mất tiêu rồi. Format price bằng mình sẽ trả về một đầu vào của nó sẽ là một cái number này. Mình sẽ trả về cái gì thì đầu tiên á mình sẽ trả về là mình lấy cái number này mình chia cho 1.000 nha. Đó, mình chia cho 1.000, sau đó là mình sẽ lấy cái cụm này nè. Khi mình chia cho 1.000 á thì nó sẽ anh em tưởng tượng khi mình chia cho 1.000 thì nó sẽ mất cái thằng này đi, nó còn là 2, 2, 3, 5 thôi, thì lúc này mình sẽ nhân cho 1.000 nữa là xong ha. Nhưng mà cái chỗ này nè, khi mình chia á thì mình sẽ làm tròn nó mắt chấm round này, mình sẽ làm tròn nó đó, sau đó là mình hẳn nhân cho 1.000 lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ import hai cái hàm này vào trong cái thằng detail product này nha. Import này from chỉ chỗ vào cái folder utility ha, và cụ thể là cái hàm gọi là helper. Rồi trong cái hàm helper này mình sẽ cần hai cái hàm format money và format price. Rồi xuống dưới này cái chỗ price này mình sẽ bọc nó lại. Đầu tiên là mình sẽ format cái phần nghìn đúng không. Đầu tiên là mình sẽ là format theo phần nghìn này, format money ấy đúng rồi, format money theo phần nghìn này của thằng gì, format price, và mình sẽ bỏ ông này vô. Ok ha, đâu lại. Rồi anh em ra đây thấy là mình đã còn sao là 2 triệu mắc máy số không ơi. DM hay nhân cho 1.000 nha. Được lại. Rồi, đó như này này, 2,3 triệu đúng chưa? Hợp lý ha. Rồi, tiếp theo là mình cần là hàm gọi là gì? Render star vào đây đúng không? Đó, ông này có cái hàm render star không? Đây có render star number này. Lấy luôn cái hàm render star ra đây. Render star from number. Rồi, xuống dưới này mình sẽ tiếp tục một cái gọi là thẻ B chẳng hạn, không, một cái thẻ div chẳng hạn. Rồi thằng thẻ div này á mình sẽ cho cái thằng product chấm star của mình, từ nha, quên quên quên, xem rồi mình đang gọi là total rating, mình lấy thằng này để mình render số sao đúng không anh em. Thì cái thằng cái hàm format kia của mình nó cái hàm render star này nó trả về mãn nha. Rồi đầu vào của mình sẽ bỏ cái thằng product chấm total rating nha, total rating này. Rồi và sau đó mình sẽ hàm map, ok ha, mỗi cái element này tương ứng với một cái icon đúng không. Đó mình sẽ return ra cái thẻ span, mỗi thẻ span này mình sẽ bỏ element vào đây đó, để lấy span là để mình viết key thôi, viết key là mình sẽ cho element vào đây luôn, làm key luôn được không ta. Chắc là được luôn ạ. Đúng ra thì nó sẽ đây sao này, rồi có sao rồi thì bây giờ mình sẽ format thằng này thôi. Class name cho ông này là flag, is center gap là 2 đâu ạ. Rồi nằm như này đúng không, gấp 2 hơi to, gấp 1 gấp 1 cũng nó là shift luôn thì mình sẽ không cần gap luôn. Center mình chỉ cần cho này là MT lên được 4 thôi, MT4. Rồi ông cắt nhau ra. Rồi tiếp theo là cái số review, mình cần cái số review. Vậy thì á muốn biết cái số review á
là mình phải kết hợp với lại cái bảng rating này này. Đó, cái bảng rating này có bao nhiêu element, tại vì cái total rating này lúc mình insert data mình chèn vô thôi. Đấy, hiểu không? Cái lúc sau á, sau khi mình làm chức năng rating rồi thì mình sẽ không có chèn cái này nữa, mình sẽ dùng cái rating này, tại vì cái tính cái số lượng rating là mình sẽ tính theo cái chiều dài của cái mảng này nha. Thì trước tạm thời mình khoan hết lại cái này ha. Tiếp theo là mình muốn render cái đống này, thì đống này bản chất là cái description nó map ra thôi. Đây là ULLI ha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ xuống dưới một cái thẻ UL. Rồi, trong UL này mình sẽ dùng cái hàm là product này. Chấm description. Description này. Đó. Chấm map đi. Đó, mình lại render element và render ra cái thẻ span này. Rồi, trong thẻ span này thì mình sẽ gắn cái gì? Không cần thẻ span nữa. Mình sẽ render ra thẻ LI này. Rồi, trong thẻ LI này mình sẽ gắn cái gì? Mình sẽ gắn cái element vào đây. Rồi, thằng LI này mình sẽ cho nó một cái key là element luôn. Cái thằng này mình sẽ là class name này. Nó sẽ có một cái thuộc tính là list item hay gì gì đấy. Đây, list item này. Lưu lại. Rồi, ra đây xem thử nó có render không. Nó không render, nó bắn một rừng lỗi. Thì bây giờ mình phải check cái thằng description có thể là mình ghi sai. Đó, mình sẽ ghi sai cái chữ description rồi. Rồi, đó, nó render như thế này. Bây giờ mình sẽ format cho thằng này ha. Đại khái là khoảng cách này bằng nhau này. Thì ở chỗ này mình không MT4 ha. Cái thằng thằng to đùng này nè, mình sẽ cho nó là flex. Flex column này. Flex column. Rồi, mình sẽ cho nó là gap là 4. Đúng rồi. Thì tự động mấy thằng này nó sẽ cách nhau ra thôi. Đây, nó cách nhau ra. Và thằng này mình sẽ cho font size nó là bao nhiêu? Nó có 14 thôi. Thì cái ông này mình sẽ list item mình sẽ cho là tag SM. Được lại. Rồi, chữ nó nhỏ bớt rồi và cái màu nó cũng hơi xám hơn em. Thì mình sẽ cho thêm là gì? Tag gray 500. Được lại. Rồi, chữ nó cũng xám xịt rồi. Ok, tiếp theo là mình sẽ cho cái thằng dấu chấm chấm này ha. Đợi xíu. Ok, tiếp tục ha. Rồi, xem là tụi này nó cách nhau ra đúng không? Đó, anh em nhìn này, cái khoảng cách tụi nó rời rời ra đúng không? Còn mình lại xích nhau. Bây giờ mình sẽ có một cái gọi là layhay á, bên CSS nó gọi là layhay, thì bên Tailwind nó cái class mà để lên setup cái layhay đó là nó gọi là leading nha nè. Đó, mình sẽ là leading này, để thấy layhay này mình để leading 4 thử xem sao nhé. Rồi, khi mình để leading 4 thì mấy ông bà này không không ăn thua anh em ạ. À lộn, để leading mà để lộn anh em. Để leading cho cái thằng LI á. À, đi để leading cho cái ông UL. Ok. Rồi cái thằng LI mới có leading này thì cái này nó sẽ nhảy ra. Ồ. Nó cũng không nhảy thì bây giờ mình sẽ đô lên 8 và nó nhảy không? Đó, rồi nó chịu nhảy rồi. Thì bây giờ 8 thì hơi to, 4 thì hơi nhỏ thì mình sẽ để 6 cho nó vừa. Rồi ổn định ha. Và nó thêm một cái nút 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 hình vuông ở ngoài nữa này. Thì cái này là cái gì thì lên Tailwind coi ha. Tại vì lâu quá mình không làm cái này mình không nhớ. Để mình sẽ search là list style này. Đây. Này nó có một cái là list với lại là decimer. Decimer là cái này là cái gì đây ta? Là chữ số thập phân. Này là
sao đi đây ví dụ cho nhanh này, khi mà để list upper roman là cái gì đấy hay vậy? À mình có thể là định nghĩa thêm cái lifestyle nha, mình nói mình nên còn một cái gọi là square này. Đọc thì anh cười nào, square square này. Nói chung là từ này có nghĩa là hình vuông á nè, đó là mình sẽ copy cái thằng này bỏ vô thêm nha. Rồi mình sẽ copy cái ông nội này, bỏ vô cái ông thêm này. Rồi trong cái ông thêm này nha, mình sẽ bỏ vô một cái gọi là lifestyle, bỏ vào đây cho phải vô ha. Cái this này, cái non này là nó định nghĩa sẵn rồi, mình sẽ định nghĩa thêm một cái gọi là square thôi. Với lại roman là cái gì mình cũng không biết luôn, để mình test thử nha. Rồi bây giờ chờ nó compile code thì chạy vô cái thằng detail này, xét lại cho nó gọi là list. Đây mình sẽ để nó xét cho cái thẻ UL nha anh em. Đó mình sẽ xét cho cái thẻ UL nha. Đây là cái thẻ UL này, mình sẽ để là list. Nó phải có cái square này, mình sẽ lưu lại nha, coi thử nó có ra hình vuông không đã. Rồi qua wow này xem, đó nó ra hình vuông rồi nha, đúng cái mình cần rồi. Nhưng mà bây giờ mình muốn thử cái roman nó ra cái gì, test cái roman nó ra cái gì. Rồi cái roman là ra số thập phân và viết hoa, vậy thì mình sẽ test luôn hai cái còn lại ha. Cái gọi là this, inside item. Inside là cái gì không biết gì luôn. Ok this với lại cái từ nha, mình sẽ để lại ba cái này ra. Rồi chờ compile xong mình sẽ sửa ở đây là this. Đó this, this là cái đĩa, dịch ra là cái đĩa. À là cái đĩa này nè, đó là hình tròn ha. Còn cái decimal là gì? Decimal là cái số, khả năng cao là cái số. À đúng rồi. Vậy ok ha, mình có số này, có chữ La Mã này, có dấu chấm tròn và có hình vuông nha. Thì bây giờ mình sẽ để cái ông này là square thôi. Rồi. Mà nãy để square nên thấy là nó bị ra ngoài đúng không? Nó ở bên trái so với thằng UL này luôn. Thì bây giờ mình đòi hỏi cái thằng này nè, mình sẽ bedding nó vô. Ok, mình sẽ bedding left nó vô khoảng là 6 đi. Nó không có bedding 6, mình sẽ là bedding vô 8 đi. Rồi, đó, anh em thấy là nó thụt vô bên trong này. Và cái thằng list item này bỏ đi được không? Đúng rồi. Rồi bỏ đi là mất cái chấm tròn ngoài đây rồi, ok không? Rồi tiếp theo là để xem nào. À nó thụt hơi sâu rồi anh em, mình nên để nó ra ngoài đây nè. Ok mình có BL6 này, vậy là BL5. Nó dính vô chưa? Nó có vẻ là chưa chịu dính lắm. Rồi thôi BL4 cho nó chuẩn ha. Nó giống trả giá ngoài chợ á. Rồi ok. Tiếp theo là coi thử là nó còn cái gì nữa nha anh em. Mình sẽ xem cái API nó còn cái gì mình chưa sử dụng. Đầu tiên là cái brand Samsung này. Cái image mình xài rồi, cái giá xài rồi, cái quantity mình chưa xài. Cái slot này là cái slot này là cái tên của nó thôi. Cái show này là cái số lượng đã bán này. Mình sẽ show ra gọi là số lượng đã bán ha, và tồn kho, title, rating là coi như hầu như là mình đã có hết rồi. Thì tiếp theo là cái khúc này mình đã nói rồi ha, là mình sẽ không có làm cái variant này. Variant này mình để làm xong cái trang này đúng không, hoặc là hoàn thiện trang web ha, là mình sẽ làm thêm cho anh em cái chức năng là thêm sửa xóa variant nha.
tức là cái sản phẩm này mình có thể thêm một cái variant cho nó, tức là mình sẽ thêm một cái phiên bản khác, giả sử như là một cái con điện thoại y chang này nhưng mà nó màu xanh đỏ tím vàng gì đó, hoặc là nó RAM như này như nọ ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ code tới cái quantity thôi, và đã thằng này mình nói rồi, mình đang có hai cái gọi là cái tồn kho này, cái tồn kho với lại cái đã bán này, thì mình sẽ show hai cái này ra lên ra luôn ha. Còn cái đã bán thì mình sẽ show ở đây. Mình sẽ show đã bán, mình sẽ show một cái đã bán nhỏ nhỏ ở đâu trên này à. Show sao cho nó hợp lý ta, thằng này nó không có nhưng mà mình DB mình có nên mình sẽ show luôn. Để xem nha, trong cái ông flag map element, thằng này là cái sao này, thằng này là cái price này, thì thằng cái price này mình sẽ bọc nó trong một cái thẻ div ha. Rồi mình sẽ nhả nó vào đây, và thằng cha này mình sẽ là class name này, flag này, IC center này, và mình sẽ là JC là JB ha, justify begin này. Rồi ở dưới này mình sẽ thêm một cái thẻ ha, một cái thẻ span thôi. Đó, nó có một cái tên flash string này. Rồi trong này mình sẽ để là kho này, hoặc là mình sẽ để, đầu tiên mình sẽ để đã bán đi, ok mình sẽ để là kho hai chấm. Rồi trong này mình sẽ để là product chấm cái kho nó gọi là gì ta, quantity à? Mình đang còn cái số lượng đúng không, quantity, ok, và CSS mục tí cho thằng này ha, class name này, tag SM này, tag thằng này nó có moment không, ok mình có moment này, ok xong ra xem thành quả ha. Đây và đang có một cái gọi là kho này 172 này, ok ha. Còn cái sau thằng này mình sẽ để là đã bán ha, còn sau này mình sẽ để thêm là review ha, cái số sau này mình cũng sẽ là gì, gap gap một ha. Rồi xuống này mình sẽ để thêm một cái thẻ span, thằng này cũng tương tự, mình sẽ để template string và mình sẽ để là gì, đóng mở ngoặc ha, đã bán bỏ vào đây, ông product chấm show. Rồi trong này mình sẽ để là cái, rồi tương tự ha, cái class name này bê xuống. Rồi mà thằng này nó có thêm một cái nữa là italic đi. Rồi đâu là italic, tức là in nghiêng ha. Rồi đã bán này 100 cái, ok ha. Sao thằng này nó nhây vậy, nó làm cái gì đây mà nó nhây ra vậy? Từ à, rồi đó hồi nào sao nó ra tới một lần sau thế này, bút gì vậy? Rồi nó có lỗi nè anh em, có lỗi, để mình đọc thử lỗi gì cái đã nha. Đầu tiên này nó là cannot read property of quantity, thì chọt vô cái chỗ quantity á anh em, để cho mình chấm hỏi tương tự ha, tại vì thằng này nó lúc đầu nó là null á, nên cái product lúc đầu là null nên em để không chấm hỏi là nó không chịu ha. Rồi rồi đâu là nè, ok mình xóa xóa này, mình delete lại nó bị lỗi này, nó lỗi gì đây, nó là warning thôi.
không có gì cả, không có gì quan trọng. Còn áp mình nó không bị trắng là được rồi. Tiếp theo là mình sẽ làm cái quantity ha, và cũng như là cái quantity này này mình sẽ sử dụng lại ở cái trang gọi là cái trang order á, cái trang mà xác nhận mua hàng á. Hồ quá, hôm nay mình custom cái thằng này hài quá. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái nút nút trước. Component này mình sẽ cần một cái button, có cái button rồi. Xuống dưới này. UL này đúng không? Thì chỗ này mình sẽ viết một cái thể div. Rồi. Bỏ cái button này vào đây. Rồi, trong button này mình sẽ để là children của nó, mình sẽ để là gì? Add to. Rồi, lưu lại cái thử lỗi không? Mình không nhớ là cái button mình định nghĩa như thế nào nha. À, nó không ăn à. Thì cái button mình định nghĩa về hoa lao đi. Định nghĩa lại cái button cho mình nha. Cái button này mình sẽ không có để cái new, cái name làm gì đâu nha. Style before. Rồi, thằng này mình sẽ bỏ vô một cái gọi là children đó. Children nha. Tức là mình không cần phải truyền cái name vào đó đâu. Cái icon before, icon after này cũng không cần này, bỏ đi. Tại vì mình dồn nó hết vô một cái gọi là children thôi. Cái thẻ span này bỏ đi. Rồi, lưu lại. Làm cái này có thể là mấy cái kia nó bị sai á, nên mình sẽ sửa, khi gặp là mình sẽ sửa lại nha. Đó, trong này anh em chỉ cần để add to cart thôi này. Và tiếp theo là cái type của nó mình là button đúng không? Rồi. Khi ra này anh em sẽ thấy cái chữ add to cart ở đây luôn. Ok ha. Nó như này luôn. Còn em thích full width thì mình sẽ làm full width. Ok, thằng này nó full width này. Thì chỗ này mình sẽ cần để thêm một cái nữa là full width thôi. Được rồi. Rồi, nó full width cho mình. Ở dưới này mình sẽ cần một cái to cart. Ok, nên mình làm thêm một cái quantity nữa. Vậy mình làm tới bên này trước ha, bên này trước làm nhanh này. Thằng này cũng không nhanh lắm đâu. Thằng này là một cái component thôi, truyền vô hai cái, một cái title, một cái sub, cái sub, xong một cái icon là render nó ra thôi. Select quantity chấm yes. Ok, RAFE này. Rồi, bọc nó trong cái gọi là memo này, memory á nè. Rồi, trong cái thằng memo này đúng không, nó tự inbox cho mình rồi, lưu lại. Chạy qua ông index, nhét nó vào. Nó là gì? Select quantity, lưu lại. Tiếp theo là import nó vào trong cái thằng detail product này, được chưa? Trong này nè, mình sẽ có gọi là detail product. Rồi, tiếp theo là xuống dưới này. Ở dưới cái thằng add to cart này mình sẽ cần một cái gọi là detail product ha. Mình sẽ bỏ vào đây, mình sẽ là gọi là gì nhỉ? Select. Ồ, hồi nãy ở trên đây mình mới làm một cái gì đó gì. Xàm. Chỗ này mình sẽ là select quantity ha. Tự nhiên ngồi nhảm một mình xong thì không biết đang nhảm cái gì luôn. Select quantity này. Ôi. Rồi, lưu lại.
qua đây xem mình sẽ có một cái select quantity ở đây ha. Tiếp theo là hai thằng này mình sẽ select cho nó một tí class name này. Tag mình sẽ cho SMR cái đã. Không. Flag này. Flag column này. Cái gap này mình sẽ cho là gap là 8 nha. Lưu lại. Rồi, cách nhau ra như này thì cái chỗ quantity này này. Mình bắt đầu chạy vô đây mình code quantity ha. Thì thằng này sẽ nhận vô cái gì? Đầu tiên nó sẽ nhận hai cái hàm, một cái hàm gọi là một cái giá trị là cái quantity, cái số lượng. Cái thằng thứ hai nó sẽ là cái hàm gọi là handle quantity. Rồi. Thằng này bản chất nó chỉ là một cái thằng input. Input nó có type là number. Type là number thôi. Rồi, ông này viết class name cho ông thôi. Đầu tiên ông phải là flag này. Rồi, IC center này. Đó, ở trước ông input này á, ông sẽ có một thẻ span, nó là dấu trừ đi. Ở sau này sẽ có một thẻ span, nó là dấu cộng đi. Đó, hai ông này này. Mình sẽ có class name cho ông ha. Class name này. Mình sẽ là tag. Cho ông này, hai ông này là 24 pixel cho nó to ra này. Rồi, tiếp theo là ông sẽ có padding. Padding là 2. Ông này sẽ có border left, border right chứ. Border right, tiếp theo mình sẽ cho ông này là border màu nha. Border màu là black. Ok nha. Rồi. Xong ha. Ông test number này mình cũng sẽ là class name cho ông này. Ông sẽ có padding là padding y là 2 này. Padding x là 4 này. Outline là non này. Ok. Lưu lại. Đây cái input của mình như thế này, hai cái nút dấu cộng dấu trừ mình ở đây. Mình nên có số này. Nếu mà để input thì nó có hai thằng này rồi. Không thì anh em sẽ để là cái experience của nó là non thì nó sẽ mất hai thằng này ha. Ok, mình sẽ vô cái thằng index này, mình sẽ thử để như thế này nha. Mình sẽ để là input. Đối với cái thẻ input thì mình sẽ làm cái gọi là cái webkit. Apparent này. Thằng này mình sẽ để là non nha. Rồi. Ăn không? Ăn à. Apparent là non này. Được rồi. Ủa, vẫn không ăn à. Thôi vì cái này mình sẽ để thằng này là test đi, để thằng này là test nha. Sau đó mình sẽ xác, nếu mà nó nhỏ hơn không thì mình sẽ không cho giảm nữa. Như thằng này nè, em thấy là khi mình giảm xuống xuống nhỏ hơn một thì nó không giảm nữa này. Thì cái này mình phải handle ha. Thì cái này bỏ đi. Cái ông input này ông sẽ có value và set value ha. Rồi, cho value vô là gì? Quantity này. Và một cái hàm gọi là onChain. Khi mà mình chain nó mình sẽ set value cho ông. Handle quantity. Mình sẽ gắn gọi là e.target. Value vào đây.
Rồi, cái thằng chai này mình sẽ để là test nha. Rồi, được rồi. Rồi, không lỗi lầm gì đúng không? À, thằng này là battle left ha, một thằng left, một thằng right ha. Ở đâu, một thằng border left, một thằng border right. Rồi, hai ông như này. Và tiếp theo là set which thằng class name này luôn. Which sẽ khoảng gọi là 30 pixel nè. Rồi, tiếp theo là mình sẽ check tại sao nó lại hay nó lại cao nha. Hay nó lên tới 52 là do đâu? Là do tag của thằng này nè anh em ạ. Do tag thằng này to này. Mình sẽ bỏ tag nó đi. Tí nữa mình sẽ thay bằng hai cái icon ha. Nên là đó, như này là đã nhỏ lại rồi này. Bây giờ mình sẽ cho cái quantity nó là default là một ha. Ở đây mình sẽ có một cái gọi là use snippet này, quantity mình sẽ set nó là default là một, ok chưa? Rồi ở đây mình sẽ định nghĩa một cái hàm constructor gọi là gì nhỉ? Handle handle quantity bằng mình sẽ dùng cái view compact ha. Để mà cái view compact này hồi trước mình làm cho anh em á, mình cũng không có làm nhưng mà thôi hôm nay mình sẽ làm luôn ha. Tại vì cái view compact này nó sẽ đi với lại cái memo mình gắn ở bên trong cái thằng quantity này này, nó sẽ đi với cái memo á. Thì cho anh em nào mà chưa biết ha, thì cái memo này nó giúp mình gọi là không có bị re-render lại khi không cần thiết ha. Tức là cái thằng detail product này này, khi mà nó gọi API chẳng hạn, nó sẽ xét data và nó sẽ render lại cái trang detail này. Đó thì khi mà nó render thì nó chạy qua những cái component giống như là select quantity này của mình, thì nó cũng sẽ render lại cái component này cho mình. Đó thì trong trường hợp mà cái quantity này nó không cần biết là cái quantity với lại cái handle quantity mình truyền xuống có thay đổi hay không, thì nó chỉ cần biết là nếu mà khi mà không có hàm memo nha, nó chỉ cần biết là cái thằng cha mà thay đổi thì thằng con cũng sẽ bị render theo, tức là thằng này cũng sẽ bị render theo. Nhưng mà khi mà mình có memo rồi á, bằng memo rồi á, thì cái prop mà nó truyền xuống á, khi nào mà cái prop này thay đổi thì thằng này nó mới render, ok ha. Cũng như là cái thằng prop ha. Còn cái thằng hàm á thì anh em phải bọc nó trong một cái gọi là view compact. Thằng hàm mà anh em muốn truyền theo kiểu prop á, mà muốn không có render á, không muốn re-render thì anh em phải bọc trong một cái view compact, thì lúc này nó sẽ không có render lại cái component set quantity này khi mà cái thằng app này nó thay đổi ha. Ở cái thằng detail này nó thay đổi mà không ảnh hưởng gì á. Nói chung là cái này anh em học cơ bản lên lên cái trang F8 ha, anh em lên đó học lại cái này ông anh đó nói kỹ á. Rồi trong view compact này nó không có dependency, nó như nó y chang cái view effect vậy á, tức là bên trong này cái thông số bên trong này sẽ thay đổi khi mà cái dependency này thay đổi ha. Thì cái dependency này mình sẽ gán bằng cái quantity thôi. Rồi và cái hàm này mình sẽ truyền xuống cho cái ông nội select này thôi. Ông này ông cần hai cái gọi là quantity này. Đó mình sẽ gán bằng cái quantity luôn. Rồi một cái nữa là handle quantity, mình sẽ gán là handle quantity, ok lưu lại nha. Thì khi mình lưu cái này á, mình sẽ qua bên này mình sẽ làm cái anh em ra ngoài đây sẽ thấy bên này nó sẽ có, đúng ra nó phải có số 1 chứ nhỉ. Lần quantity này mình sẽ xét value cho nó rồi đúng không, nhưng mà ở trên này mình sẽ xét nó là số 1 đúng không, thì xuống dưới này nè nó phải có số 1 hả. Nhưng mà này nó không có số này, thì chỗ này mình sẽ feedback là mình sẽ chạy qua bên này. Cái đầu tiên là mình sẽ log xem là cái quantity này á nó có giá trị hay chưa. Đó, nó có bằng 1 hay không này. Đó, anh em sẽ xét là thằng này nó bằng 1 à. Nhưng mà chạy vào đây gán cái value này rồi, nhưng mà ông này ông không có giá trị đúng không?
tại sao? Thì mình phải vô đây mình sẽ xét lại cho nó là test là black thế nào. Có thể là trường hợp đầu tiên là nghĩ tới là nó có thể là phông nó màu trắng nó không hiện ha. Còn nếu nào để như này nó không hiện nữa chứ là có vấn đề về cái thẻ input ha. Đó, bên em phải chạy qua cái thằng error này, nó bắn một rừng error ha. Cái error này là nó kêu là không được truyền cái kiểu mạng offset gì vậy này. À cái key á, cái key không được là cái lúc mà do mình để key là cái element á anh em. Cái thằng này nè. Bây giờ mình sẽ thử xóa ông này nha. Vô trong cái thằng cái render star này nè. Star này nè. Cái key này nè, mình để này ha, mình sẽ để là index ha. Đó, trong này mình sẽ thêm một cái nữa là index ha. Rồi, lưu lại. Rồi, đó, nó hết lỗi liền đấy chưa. Rồi, qua bên này nó ông này ông là một này. Ông là một mà ông input này ông không có cái gì cả thì nó là lỗi gì đây? Chain à, do mình chưa biết cái hàm set cho nó hả? Nếu mà chưa để thử chỗ này mình để số 1 thì nó có gì không nha. Nó vẫn không có gì à. Value là number. Để trên này là ABC nè. Mình đang nghĩ từ từ nha, mình truyền số nó không đọc được à. À mình nhớ rồi, do mình để padding ít nè nên cái padding nó to hơn cả cái width nên cái số mình bỏ vô nó đã bị lấn đi mất phần che rồi đó. Đó anh em hiểu không? Nên cái chỗ này nè mình sẽ bỏ cái padding ít đi, mình sẽ gán lại cái quantity vào đây. Ok nha, lưu lại. Rồi ông này em có số 1 đúng không? Thì nó không có nằm giữa thì có làm sao? Mình sẽ thử để text center được không nha. Text center ông này ông có vô giữa không? Đó, ông vô giữa rồi, ngon lành ha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái hiệu ứng là cộng trừ nhân chia cho ông này ha. Cộng trừ nhân chia. Chim do ác. Trong này ông sẽ có một cái gọi là gửi lên cho mình một cái gọi là number, tức là khi mà người dùng nhập nhập vô á, khi mà người dùng nhập vô thì mình phải xét giá trị cho cái thằng quantity này trước đã. Khoan hãy làm hai cái nút này nha, khoan hãy làm hai cái nút này trước khi mình làm cái gọi là cái nhập số bằng tay cái đó. Tức là khi truyền lên cái number này là khi ông này mà chain á, ông này on chain là nó sẽ gọi ngay cái hàm này và nó truyền lên cho mình cái value đó. Trong này mình sẽ gọi là gì, if nếu nếu mà cái number, mình sẽ check ông này có phải là number hay không ha. Nếu mà ông này mà number mà nó như này á thì mình sẽ làm gì, return out. Return coi như là mình không, mình return cái hàm, mình thoát khỏi cái hàm này, không có làm cái gì nữa. Đó, chỗ này mình ghi chữ này, anh em thấy không? Mình ghi ghi chữ không được này, mình đánh số này, đánh số không được này, chữ không được ha, tại vì mình chưa xây biết cái hàm on chain này. Bây giờ mình sẽ test bằng cách là nếu mà nó đã thỏa nó là số rồi á, thì trong này mình sẽ xét là à, hoặc hoặc là nha, hoặc là cái number này, number của ông number này nhỏ hơn một ha, tức là ấy, biết biết nhỏ hơn một nha, nhỏ hơn một tức là nó từ không đổi xuống về âm á, là mình cũng return luôn, được chưa? Tiếp theo là trong trường hợp còn lại là nếu mà nó dương thì mình sẽ chỉ cần là gì, xác ở đâu, xác cái quantity này, mình sẽ xác nó là gì, number
Ok hả? Đâu lại. Rồi, coi thử là bên này nó có chạy không nha. Không chạy à. Quantity. Để sao là chỗ này mình sẽ lock. Từ nha nè, nó có một cái gọi là rối rắm như ở đây rồi. Mình sẽ lock thử cái number nó có ra không nha. Đó, mình ghi là nó ra này, nhưng mà nó không hiển thị ở cái thằng nhưng mà nó không có hiển thị ở cái thằng này là do cái chỗ xét bằng number. Truyền cái quantity rồi. Seeds value là quantity rồi. Thử nha. Này nó chưa định nghĩa đúng không? Sao gì cả, sao gì cả. Mà em đợi mình xí nha, tại vì cũng gần trễ rồi. Ok nè, mình biết đại khái là do viết hàm hơi bị ngu. Tại vì chỗ này mình return cái này là bị sai ha. Return thì nó không trả về cái gì á, nó không xét giá trị thì nó không đi đâu ha. Giả sử mình như này nè. Đó, mình cầm mang cái ông return này lại á. Thì khi mình viết nè, nó rất là bình thường nha. Đó, nó rất là bình thường ha. À, và mình cũng có nói luôn là chỗ này mình sửa lại lên là width 50 nha, tại vì để width 30 nó nhỏ quá. Rồi, bây giờ mình sẽ chỗ này mình sẽ không return nha, mình sẽ viết if else chỗ này. Đó, nếu mà và ok, nếu if và else ha. Rồi, nếu mà number mà không có và number nhỏ hơn 1 thì mình sẽ làm gì? Từ nha, mình sẽ set cái number này trước ạ. Rồi, mình sẽ comment ông này lại. Rồi, ok. Lúc này là mình sẽ lock cái number ra coi thử nó là cái gì nha. Giả sử mình khi mình gõ một cái chữ số thì là dài vào. Đó, gõ gọi là 1 2 này, 3 4 5 6 7 này, 8 9 này. Đó thì cái number nó sẽ là nguyên một cái dãy số này nha. Cái này mình phân tích từ từ ra. Đó làm cho nó đúng hơn. Rồi, thì khi này á mình sẽ bỏ cái ông này vô. Mình sẽ khi mà nó gõ 3 4 này thì mình sẽ xét là 3 4 khi mà nó gõ tới cái chữ A ấy. Tức là nó tới cái chỗ là 3 4 A này. Thì mình sẽ xét nó vẫn là 3 4 thôi. Tức là mình không xét chữ A ha, mình sẽ xét nó chỉ là 3 4 thôi. Thì lúc này á khi mà nó ông này không phải là number này, ông này không phải là number thì mình sẽ là set chỗ này mình sẽ để là ok ở dưới cuối cùng của cái hàm này á, trước khi thoát cái hàm này thì mình sẽ set gọi là mình sẽ là let này previous đi. Thử thử nha, mình sẽ thử cái phương án là thêm một cái biến là previous nha. Rồi, thì khi mà thoát cái hàm này thì mình sẽ gán cái previous này bằng cái number ha. Đó thì khi mà ông này á, ông xét mới á, ông không được thì mình sẽ xét ông này là gì? Xét quantity là gì? Previous thôi. Còn nếu mà ông được đó, thì mình sẽ xét ông này là number. Và thằng này mình sẽ mua lên đây. Ok.
Nếu mà ra là 34A thì nó sẽ vô cái cây này, thì lúc này nó sẽ gán cho thằng này là 34, xong nó thoát ở đây nó sẽ gán cho thằng này là return đi. Nó lại. Hoặc là mình sẽ ghé thằng này bên trong thằng này này. Rồi, ra thử nè. 2 này, 3 này, được ha. R này, được ha. R này, được ha. Previous này bỏ đây. Bỏ xuống dưới chứ. Rồi, lại. Làm lại nè. 2 này, 3 này, R này. Đó vẫn ghi được ta. Đợi tí. Ok nè, thì sau một pha là tự làm khó mình thì nó rất là đơn giản à. Nếu mà nó không hợp lệ thì cứ return thôi, còn nếu mà nó hợp lệ thì mình sẽ xét cái này. Ok nha, thì là mình test thôi. Đây, mình như gõ là 1456 đều được đúng không? Gõ số là chạy ok, nhưng mình gõ là 32 hay là mình gõ là R này, EF này, đang gõ chữ thôi, gõ chữ nó không nhảy nè, nhưng mà gõ số cái nó nhảy, gõ chữ không nhảy, gõ số cái nó nhảy nè. Ok. Tiếp theo là mình sẽ làm chức năng cộng trừ nhân chia nha. Cộng trừ nhân chia thì đầu tiên là phải bắt hai sự kiện là click vào thằng này, click vào thằng này và click vào thằng này thì ra bên này nè, hai ông nội này cho nó là cursor pointer cái đã. Cursor pointer hả? Rồi hai ông nội này phải cần một cái hàm gọi là click ha, thì bên này mình sẽ thiết kế cho nó hai cái hàm. Ok, nó sẽ là constructor này, handle, hoặc là có thể là gộp chung lại thành một cái hàm luôn, handle chain này, handle chain quantity bằng, cũng muốn sử dụng uconn byte ha, tại vì cái này mình truyền xuống prop á thì mình sẽ dùng uconn byte, nó cũng sẽ là quantity. Rồi bây giờ mình sẽ truyền thằng này xuống, truyền xuống cho cái ông này. Rồi, sau khi chuyển xuống á, thì qua bên này mình sẽ nhận được ha. Nhận được thì bắt đầu vô trong này. Khi mà on click vào thằng này. On click thì mình sẽ gọi hàm này. Lúc này mày có truyền rồi hay không? Có truyền nhá. Thì mình sẽ có truyền để, tại vì mình gộp hai trong một hàm á thì mình sẽ phải truyền lên một cái đối số để mình biết là nó là cộng hay trừ. Chỗ này mình sẽ để là minus đi. Rồi, cái thằng này mình sẽ để là plus đi. Đó, tức là mình check cái code á, nó truyền lên code cộng hay code trừ thôi. Đó, thằng này nó truyền lên là plus. Rồi, qua bên này, ông này sẽ nhận một cái gọi là một cái đôi số, nó gọi là flag đi. Một cái lá cờ đi. Một cái tín hiệu đi, hoặc signal cũng được. Mình sẽ để là một cái tín hiệu nha. Một cái flag. Thì lúc này mình sẽ check này, if này, nếu như là flag mà nó bằng bằng cái minus thì mình sẽ đi xét lại cho cái ông quantity bằng cách là gì, pre sẽ xét ông là gì, pre trừ một, tương tự ha.
nếu mà nó là gì, blood, thì chỗ này sẽ là gì, cộng 1. Ok, lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ test này, cộng này, đó, mình lấy cộng lên này, mình sẽ trừ xuống này, đó nó trừ âm luôn này anh em. Ok thôi, nó trừ cả âm luôn, thì lúc này mình phải check, mình phải check là nếu mà nó trừ xuống mà bằng một á thì cái hàm này nó sẽ bị không gọi được nữa ha. Thì lúc này này, if thì mình sẽ check đây, đầu tiên là nếu mà cái ông flag mà bằng 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 minus cộng với lại và cái quantity của mình đó, nó đang gọi là bằng 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 một, thì lúc này mình sẽ return cái hàm này, mình không cho nó xét cái gì nữa. Rồi bây giờ mình sẽ ghi đây là 2 nha. Rồi bây giờ mình sẽ cộng lên 3, cái gì đây, mình sẽ return từ nha, sàn long gì đó, 2 này cộng lên là 21 hay. Quantity per từ, làm lại nè, xóa này, à cái này nó đang là chuỗi string anh em, mình dùng phép cộng như này là nó đi bụi á. Anh em để dấu cộng cho mình ở trước này nha, để biến nó thành số để cho nó cộng trừ được nha anh em. Nó đang kiểu tách á, mà mình để kiểu string này nó hơi tù nè, mình xóa con 2 cộng lại là 3 này, xuống 1 này, đó không được ấy nữa đúng không, đây nó xuống không được nữa. Thằng này cộng lên, hồi nãy là 2 cộng thêm nữa ra nó ra 21 là do mình đang cộng kiểu kiểu string á. Còn này mình để dấu cộng ở trước á là nó sẽ biến thành, gọi là nó không khác gì cái thằng này này, number bọc vô này, nó mình chỉ cần để dấu cộng ở trước là xong ha. Rồi ok, xong hết chức năng này nha anh em. Rồi hôm sau làm thêm cái cục bên này nữa, làm cái cục bên này nữa xong rồi xuống dưới bỏ cái border thằng này đi. Làm thằng nào là mình dỡ cái border thằng đó ha. Đó, nhìn như này ok này. Thằng này mình sẽ cho nó một cái padding đi. Thằng này là 87 với lại khoảng 30 ha. Mình sẽ cho là padding rise khoảng 24 số đi. Được rồi. Rồi nó thụt vô như này ha, nó cách thằng này ra một đoạn này, kệ nó đi. Rồi coi như là à cái này thiếu cái chữ quantity. Ok, nên nói chung là nó thêm sau cũng được ha. Ok, video này cũng đủ dài rồi, hôm sau mình sẽ làm tiếp xuống dưới này, làm cục này cũng như là xuống dưới này ha, làm mấy cái ông này ha, cũng như là chèn thêm một cái nữa là cái sản phẩm này. Rồi coi như là vậy là xong cái thằng detail.